đây. Cái môi thật. Rồi có phải chú Anh không vậy? Con chào cả nhà đã quay lại kênh Nhớ Đồng TV cả nhà. Dạ con xin chào cả nhà quay lại kênh Nhớ Đồng TV cả nhà ơi. Cả nhà ơi, anh em con đang ở cái nơi ở trong đồng cả nhà. Dạ. Thì anh em con tới đây cũng ở cái dòng 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 cái nơi ba thê nước sạch cả nhà. Dạ. Anh em con đi tới đây á, anh em con nghe được cái câu chuyện nha. Có một cái nhóm người nhậu ở đây, xong rồi không biết sao đó cả nhà, nhậu tới mà chết luôn, nhậu mà từ sáng cho đến gần 1 giờ sáng đêm sau, nhậu xuyên suốt không nghỉ, kiểu như là nhậu gì mà giả trơn cả nhà, họ nhậu mà không ăn uống gì hết. Sau đó thì mấy người này nhậu, có một người ở đó nhậu rồi xong rồi gục xuống luôn cả nhà. Thì cả nhà ơi, cái câu chuyện là giống như Quy kể, và hình như là mấy chú này á cũng tầm 30 mấy 40, thì những chú này là đi gãy cả nhà. Thì anh em con kể là đứng chừng ở cái mé gãy này có một cái mé đường đi lên, thì những con nghe những người mà xung quanh người ta nói đây á, thì những người đó thì đi gãy cũng gần đó, và người ta cũng biết là chú đó, cái chú mà hiện tại chết đó cả nhà, là người ta cũng quen. Và chú đó với mấy chú kia nói chung là cũng sợ vợ mình la cả nhà, rồi trốn lên đây nhậu. Thì không biết sao nhậu á, trước khi mà chú nhậu á, thì chú nhậu một khoảng cờ từ hình như là bữa người ta kể là 7 giờ sáng cả nhà. Mà chú nói với vợ chú là chú đi lên gãy là 7 giờ sáng. Thì người ta không biết chú nhậu từ lúc nào, nhưng mà tới 4-5 giờ chiều thì người ta nghe tin là chú mất. Thì người vợ chú mới hoảng hồn chạy lên. Thì người ta nói chung là những cái người nhậu ở đó người ta kể lại á, là chú uống từ hình như là từ 8 giờ mấy, là lúc là 7 giờ mấy chú đi lên thì gặp những chú này, và họ cũng là quyết định là nhậu để giống như là nhậu chiều mình về, thì nói chung là sợ vợ đó cái nhà rồi trốn ở đây nhậu. Tới cái chú này gục xuống. Dạ. Và mất. Mấy cái chú này tưởng là ông này ổng sỉnh rồi, ổng sỉnh rồi ổng nằm xuống ổng ngủ, mà mấy chú này nhậu tiếp, nhậu đâu khoảng 5-6 tiếng nữa thì thấy mình mãi ông này ổng môi mỏ gì trắng bạc hết trơn nữa rồi, mới táo quả là báo cho gia đình chú này biết. Thì xong bác sĩ nói là đi khám ra thì nói là bị ngộ độc rượu cái nha, như người ta xác định là trúng gió nữa. Thì nhưng những cái câu chuyện như vậy cái nhà thì anh em con cũng không định kể. Thì người vợ cũng nói chung là một thời gian bỏ qua rồi. Thì chú này cái nhà, cái chú mà chết đi về báo với vợ chú là chú bị cái con quỷ tại cái chỗ đó bắt cái nhà, chứ không phải là chú bị nói chung là bị rượu. Thì lúc mà chú bị bắt á, thì chú có kể là với vợ chú á, là khi mà chú nhậu chú đi vệ sinh cái nhà, chú tiểu ở trên một cái hình như là một cái hình nệm, và cái hình nệm đó là một cái hình nệm của một con quỷ nó hình ngự ở chỗ đó. Thì chú tiểu từ trên chú tiểu xuống làm ưu ế nó, thì nó mới quyết định là bắt linh hồn của chú ở lại đó để bầu bạn với nó. Thì chú về chú kể vợ chú, và chú khóc lóc, chú kêu vợ chú là mời thầy đến đó để có thể là cứu cái linh hồn chú ra khỏi cái chỗ đó. Thì vợ chú cũng đến đó, mà hình như là cũng rất là nhiều lần cả nhà. Và những cái người mà nhậu chung với chú nghe như vậy cũng không dám đến đây nhậu nữa. Thì vợ chú có mời hai vị thầy đến đây là hai lần cả nhà, nhưng mà đều không làm lại con quỷ đó. Tại con quỷ đó nó lúc đó thì nó trốn, và lúc thì nó đánh lén cả nhà. Thì lần đầu thì chú, một cái chú tu sĩ này cũng khá là cao tay, và hình như làm từ 12 giờ trưa đến tới 3 giờ chiều, mà chú đó mệt, nói chung là một cái vị tu sĩ đó mệt gã rời. Và nói chung là chú nói không làm lại nó, tại vì nó rất là mạnh và nó sống ở đây rất là lâu năm. Tại vì chú này, chú tiểu trên cái giống như là cái hình ảnh của nó, thì nó mới quyết định là bắt chú, chứ nếu mà không đụng đạm gì nó thì nó sẽ không bắt. Nên anh em con nghe như vậy cái nè.
Dạ, thì anh em con như vậy thì anh em con tới đây thử với nhà, Dạ. thì chắc con mời cái nhà nhà trong đó nha, Dạ. tới Tới bên đây à? đây. Anh em con ngồi bên ngoài được. Được. Nhà anh em con đi cái nhà thấy trong đó không? Chút chút con về ôn sơn cho cái nhà xem. Quá nắng. Cái đường khó vô cái nhà. Cẩn thận nha Quy. Hình như nhậu chỗ này nữa nha. Nhậu ngay chỗ này. Nhưng mà chỗ đó tiểu hình như tiểu đâu ta. Chỗ nó cái cây ấy vậy. Cái gì? Chỗ này là người ta bây giờ hình như là người ta vẫn còn trồng nữa nè. Chuyện là cái này người ta làm ta nghĩ chưa. Biết cái không biết cái lúc chỗ mà hai người thầy đó lại không biết là đã làm gì được không? Tại vì cũng có nghe là một người vị thầy cuối á đánh với nó hình như là tới không phải đánh cái nhà nhưng là làm phép với nó là tới tới tối luôn và chú đó ra nó thành công rồi nhưng mà chú đó đi về luôn cái vị thầy nó đi về luôn không có nói một tiếng nào nữa coi như là lấy tiền đó, dạ giống như là lăng quăng cái đó thì cô nói á là không có biết á, là hiện tại á, là chú đã được giải thoát hay chưa hay là cái vong linh của con quỷ đó đã đi đâu rồi nhưng mà chỉ có vị ông thầy đó ra ổng nói á, là xong chuyện hết rồi và ông ta đi về một mạch luôn nói chung là không có nói gì nữa cả nhà và nhận tiền thù lao là xong đi về thì anh nhưng em mà con khó nhận tiền xong về. đúng rồi thì anh em con đến đây á là cũng vì cái cô đó muốn cho anh em con đến đây để cầu cúng coi thử cái vong linh của chồng cô còn ở đây hay không hay là con quỷ nó còn đây nếu con quỷ nó còn đây là ông vong linh của người chồng nó vẫn còn đây. Ê Quỳ lấy cái ghế cho tôi đi. Trước thì nó trồng còn vẫn có người chồng Quy nhưng mà không ai dám giữ nha Quy nghe nhìn đi không ai giữ nha không ai dám ở đây giữ hết người ta bỏ vậy cả nhà con nghĩ vẫn còn nhưng mà không biết cái phong của chú đó còn hay không bây giờ anh em con sẽ đốt nhang và cầu cúng lên thử đây. Quẹt you
thì anh em con làm một cái bàn cầu nhỏ nhỏ để cầu một cái linh hồn. Nếu mà gần đây có một cái linh hồn nào mà cần sự giúp đỡ của anh em con á, thì sẽ hiện ra và trò chuyện với anh em con. Thì anh em con cầu mong á, nếu mà chú á, đã đi rồi á, thì cũng không sao. Mà nếu mà chú còn ở đây á, thì con cầu mong á, thổ thần nhân chặt ở đây có thể là gia hộ giúp đỡ cho chú xuất hiện ra, để cho anh em con biết và anh em con về báo với cô, để có thể là chuẩn bị những món đồ và đến đây giúp đỡ cho chú. Tại vì con nghe cái cô mà kể con đó nha, tại vì chỉ còn hai vợ chồng thôi. Con á, thì một đứa thì lớn cỡ con rồi và lấy chồng rồi, giờ chỉ còn hai vợ chồng hung hủi với nhau. Nhưng mà chú mất cách đây cũng một năm mấy rồi, thì cô kể con, mà cô càng kể thì cô càng khóc cả nhà. Lúc anh em con cũng rất là thương xót cho cô, nhưng mà anh em con chỉ có thể giúp đỡ cho cô là coi được, biết được là linh hồn của chú còn ở đây hay không, chứ anh em con không có thể mà làm gì khác cả nhà. Tại vì anh em con đến đây á, chuẩn bị hết rồi, chú chưa có chuẩn bị là giúp đỡ cho chú, tại vì chưa biết chú còn ở đây hay không. Đi cúng đi, đi cúng về trọng cơm áo. Di Đà Phật. Nếu mà hương linh của người đàn ông bị tai nạn mất ở đây, thì nếu còn vong linh, con hương hồn của chú nơi này á, thì con bày ra một bàn thờ cúng này. Và anh em con nghe nói là chú đang bị một con linh của con quỷ nào đó khống chế chú. Nếu chú có linh thiêng thì con mong là chú hãy hiện ra đây, anh em con sẽ cố gắng hết sức để giúp cho linh hồn của chú. Nam mô Di Phật. Sao cảm giác như có cái gì đó chung á, anh em con biết cái gì sẽ làm cái đó để có thể giúp đỡ cho chú xuất hiện nha. Và muốn thể là giúp đỡ con linh của chú để biết được chú còn ở đây hay không, và cái con quỷ mà bắt chú hiện tại bây giờ đang ở đâu. Thì bây giờ con xin cầu lên, cầu lên chú lên, thì chú Oanh ơi, chú Phạm Thị Oanh, chú có thể xuất hiện ra tại cái mảnh đất này để cho con với em con được nói chuyện với chú và biết rõ đầu đuôi câu chuyện, để có thể là gia hộ giúp đỡ cho chú. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ con làm cái nghi thức này, nếu mà chú hiện tại có ở trên mảnh đất này thì chú hãy xuất hiện ra đây và cho anh em con biết là chú bị con quỷ đó nhốt ở đâu, và hiện tại chú còn mặt ở trên đây hay là chú đã bị nó bắt đi luôn rồi.
tiếng người đàn ông ở trong này nè cả nhà, và la hó. Chống thân cây nè. Thôi chú đã không được. Chú nói con quỷ đó tối nó mới xuất hiện vậy đó nè. Sao giúp chú ra rồi. Cẩn thận nghe, tôi nghe rõ ràng có cái tiếng của người đàn ông trong đó. Sao? Ê, ê có cái gì vậy? Ê, ê, cái nhà. Gì vậy? Quê à, Quy nó bị gì nữa rồi. Có phải chú quanh không vậy? Bây giờ hiện tượng chú đang ở đâu? Chú ở đâu chú nói cho anh em con biết đi. Anh em con có thể là tìm cách giúp chú. Hả chú Quanh? Ở trong cây. Chú ở trong cây này phải không? Nó vô ở trong cây. Nam mô A Di Đà Phật. Thì chú có biết hiện tại giờ con quỷ nó đang ở đâu không? Nó thì thôi, nó có giờ đây. Nam mô A Di Đà Phật. Thì chú ơi, nó không về đây nữa hả chú? Hay là nó đi rồi nó tối nó mới về? Chú ơi, bây giờ con nói với chú gì nè. Bây giờ chú cần anh em con giúp cái gì? Chú cần anh em con cúng kiến gì không? Thì giúp tôi ra khỏi cái cây đi. Thì anh em con có thể là giúp chú đó. Nhưng mà chú phải cho anh em con một thời gian để chuẩn bị đồ đạt đầy đủ hết. Và đến đây là một bàn đồ cúng để cho thể là cho nó tương tác hơn, để là giúp đỡ cho chú. Chứ bây giờ anh em con đến đây chỉ muốn biết là chú hiện tại là có mặt ở đây hay không, và cái con quỷ đang hiện tại ở đâu, để cho anh em con còn biện pháp để tránh ngừa nó và trị nó để giúp đỡ cho chú. Mô Phật thì anh em con hứa với cô á là có thể là giúp đỡ cho chú á. Chú ơi. Cái nhà thấy một luồng trắng bay thẳng. Sao? Cái vòng đó nhốt ở đây. Ông mượn cái lên đó. Ông mượn xác rồi đó. Đúng không? Đúng rồi. Ông bị ông nó còn năng xỉn. Nam mô. Thì bây giờ ông thế nào cái chú đó ở trong này nè. Chú nói là chú đang hiện tại ở trong cái cây này. Ông trong đó đó, đúng rồi. Nhưng mà cái con quỷ đó thì chú nói á, biết nó đi thôi, không biết chừng nào nó về.
mà chú kêu anh em mình giúp đỡ chú. Hồi bây giờ đồ anh em mình chỉ có đem đồ cúng thôi, không có đem những cái lá bùa và những cái đồ để trị và giúp đỡ chú ra khỏi cây này. Sao mình về mình báo lại với cô hay gì? Chắc phải ý. Dạ chắc cả nhà ơi, bây giờ anh em con cũng đã biết rồi. Dạ anh em con xin đốt đồ cúng và để bánh này là cho chú với nhang này cho chú, và anh em con về báo là cho cô để có thể là giúp đỡ chú. Chú ơi, con đã hứa với chú á là đến đây giúp chú. Sao chú lại làm như vậy chú? Con mua gì đâu Phật. Cả nhà ơi, con nghĩ cái vòng chú này không phải đơn giản là hiền đâu cả nhà, mà chú đang giả hiện với mẹ con thì có. Mình lui không? Ê, ê. Cái ghế tự nhiên bị cái gì giật tới. Cái cây. Nhanh nhanh đi, coi chừng nó cháy lan đó quý.